Xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Mười Nguyên, nơi chuyên giới thiệu những dòng xe thể thao Nhật Bản. Và video ngày hôm nay mình sẽ lựa chọn cái chiếc xe mang thương hiệu Merida để giới thiệu cho mọi người. Dòng xe Merida này thì nó có cái màu sơn nguyên zin nguyên bản. Và theo mình thấy hình như là cái màu sơn này là nó kỷ niệm vào cái dịp gì hay sao đó, cho nên là ở trên xe nó có những cái chi tiết hoa văn nó rất là đặc trưng, nó lạ lắm. Trước giờ thì những dòng xe Merida mình không có thấy những cái chi tiết hoa văn giống như vậy. Và ở phía dưới nó có cái chữ là Juliet ở trên cái khung sườn. Cái này thì lần đầu tiên mình gặp. Dòng xe Merida thì mình thấy nhiều rồi, nhưng mà cái màu sơn đặc biệt như thế này thì mình chưa thấy bao giờ. Và theo mình thấy màu sơn giống như thế này nó sẽ khá là hợp với nữ, hoặc là người dùng cao tầm khoảng từ 1m55 đến 1m65 trở lại thì dùng xe này khá ok. Mọi chi tiết phụ tùng của xe là nguyên bản toàn bộ, chưa có lai tạp bất cứ chi tiết nào cả. Và màu sơn của xe cũng là màu sơn zin và chưa giảm tuốt một chỗ nào luôn. Cái màu sơn này thì theo mình đánh giá mặt bằng chung những cái dòng xe Nhật Bản thì nó khá là ít trầy xước. Tiếp theo là về phần cấu hình thì xe nó có 3 tầng dĩa. Đùi dĩa là mang thương hiệu Suntour, nó là đùi dĩa nhôm. Phía sau thì có 8 tầng lip và cùi đề phía sau là Shimano Atut. 3 dĩa và 8 lip tức là tổng cộng 24 tốc độ số nặng và nhẹ khác nhau. Đùm phía sau mang thương hiệu Shimano, nhưng mà cái đùm này thì nó có cái dòng chữ cũng hơi nhạy cảm ở trên đùm, đó là dòng chữ China. Thì do nhà máy sản xuất nó đặt tại Trung Quốc cho nên là nó phải ghi cái chữ China ở trên cái đùm xe, chứ không vấn đề gì cả. Tại vì chất lượng nó cũng đã được kiểm định hết tất cả rồi, chứ không phải là hàng trôi nổi. Cái yên xe cũng là yên zin và nó còn cái dòng chữ Merida trên cái yên. Ghi đầu tăng nó cũng có đóng cái chữ Merida. Và ở trên ghi đầu tăng này nó có cặp tay bấm xả Shimano, nó hơi ngược ngược tí chỗ này. Tức là cái tay bấm xả này ban đầu nó màu đen, nhưng mà cái nắp nhựa nó bị vỡ rồi, cho nên là ở phía bên clip á, mọi người thấy cái tay bấm xả Shimano nó lại màu bạc. Nó cũng cùng phiên bản thôi nhưng mà nó khác màu. Và cái nắp nhựa mà màu bạc mình lắp thêm vào đó, đó cũng là một cái nắp zin trong một cái tay lề khác ở trên chiếc xe Nhật Bản khác, mình lấy mình lắp qua chứ không phải mình lắp cái loại mới lên. Ghi đầu tăng bằng nhôm và ngoại hình ghi đầu tăng này mình thấy còn khá là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ test cái cụ đề để cho mọi người xem một cách rõ ràng nhất. Tại vì trước khi mà xe mình đăng lên bán, mọi chi tiết mình đã kiểm tra vệ sinh và căn chỉnh hết rồi. Mua về là mọi người chỉ việc sử dụng chứ không cần thao tác gì thêm. 3 dĩa và 8 lip thì mọi người sử dụng cái dĩa mà nhỏ nhất kết hợp với cái lip lớn nhất, thì mọi người sẽ đi rất là nhẹ nhưng mà đi nó không có lướt. Mình đạp rất nhẹ, dùng để leo đèo leo dốc. Ngược lại, nếu mà sử dụng cái clip nhỏ nhất với cái dĩa to nhất thì khi mà thao tác đạp xe nó sẽ rất là nặng, nhưng mà xe nó có trớn rồi thì mọi người đạp nó sẽ rất là lướt. Ống đứng của xe là 39 và cái ống ngang là 50, cho nên như từ đầu video mình có nói, người dùng từ khoảng 1m55 đến 1m65 dùng xe này khá là đẹp. Tổng trọng lượng của xe là 12,18 kg. Cấu tạo khung sườn là khung sườn nhôm, và cái càn xe hay còn gọi là cái phuộc xe phía trước thì nó bằng thép. Xe này nếu mà mọi người để ý, mọi người sẽ thấy cái cam xe nó sẽ đi theo đôi, một đôi nó gồm hai cái cam, nó cách đều nhau, nhìn nó cũng khá là bắt mắt. Bên đây là ngoại hình phía bên còn lại, mình sẽ quay màu sơn cho mọi người xem. Màu sơn á, thì tổng thể nó đã ít trầy xước rồi, cho nên là phía bên này nó cũng sẽ không có trầy xước gì nhiều. Bên đây thì mọi người sẽ thấy được như là ở phía sau cái khung sườn nó có những cái đai ốc, mọi người có thể đổ cái phanh đĩa vào nếu mà cần. Nhưng mà mình thấy thì cái đai ốc này để trưng cho vui thôi, chứ khi mà mình đổ phanh đĩa vào thì nó khá là tốn kém. Tốt nhất là mọi người nên mua sẵn một chiếc xe nó có phanh đĩa thì nó sẽ hay hơn. Cơ bản thì từ đầu video đến giờ mọi chi tiết của xe mình giới thiệu hết rồi. Nếu mà mọi người xem video cảm thấy thích, muốn xem thêm nhiều những video khác mà mình giới thiệu những xe Nhật Bản khác, thì cứ ấn đăng ký kênh YouTube Xe Đạp Mười Bi để xem thêm những video khác mà mình giới thiệu. Xe Đạp Mười Bi chân thành cảm ơn.